Nên em vừa mua được của một bác chính chủ tại Hải Dương một chiếc Nissan Livina. Chiếc này sản xuất 2011 quý anh chị nhé. Chiếc này không taxi, không dịch vụ, không đổi màu này. Xe gia đình cực kỳ đẹp cho quý chị nhà mình nhé. Giá tiền thì cũng khá là hợp lý cho quý anh chị nào mà đang cần tìm một mẫu xe mà 7 chỗ về chạy khởi nghiệp này, hoặc là gia đình tầm tiền loanh quanh 2 đồng thì bác tham khảo cho em mẫu này quý anh chị nhé. Tham khảo cho em mẫu này. Đấy, form dáng cũng khá là nhỏ gọn cho quý anh chị nhà mình nhé. Một mẫu 7 chỗ dành cho quý chị nhà nào mà chạy dịch vụ này thì khá ok cho quý chị nhà mình các bác nhá. Chiếc này dung tích xi lanh của nó chỉ có 0.8 thôi, nhưng mà chạy cũng khá là bốc nhá quý anh chị nhá. Chiếc này chạy cũng cực kỳ bốc luôn. Đấy. Chiếc này mang nước sơn màu trắng ngọc trai cực kỳ đẹp này. Đấy, đăng kiểm thì còn dài miên man quý anh chị nhá. Đấy, đăng kiểm còn dài miên man cho quý chị nhà mình đến tháng 12 năm 24 này. Đấy. Và đặc biệt là bác chủ mới thay 4 quả lốp mới tinh nhá các bác nhá. Các bác nào mà đang có nhu cầu tìm một chiếc chạy dịch vụ thì bác nhanh tay liên hệ cho em nhé các bác. Mà đấy, mua chiếc này mà các bác lãi nguyên bộ lốp loanh quanh chủ cũ rồi quý chị nhá. Chiếc này sơn xi sạch đẹp nhá quý chị nhá. Đấy. Sơn xi sạch đẹp này. Đấy, và tổng thể nội thất con này cũng cực kỳ đẹp. Tí em quay sơ qua cho bác xem. Đây. Đấy, 4 lốp dày còn nguyên ta lông nhá các bác nhá. Đấy. Vành không một vết xước này. Đấy, sơn xi như quý chị thấy đây cực kỳ sạch đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, cực kỳ sạch đẹp nhá quý chị nhá. Đấy, cặp đèn hậu như quý chị thấy đây. Đấy, còn khá là trong. Khá là đẹp này chú quý chị nhà mình nhá các bác nhá. Đấy. Đấy. Đèn zin theo xe còn cực kỳ đẹp cho quý chị nhà mình các bác nhá. Đấy, sơn xi sạch đẹp này. Đấy, chiếc này được trang bị màn hình Android này. Đấy, camera lùi đầy đủ cho quý chị nhà mình các bác nhá. Cực kỳ đẹp cho quý chị nhà mình. Một chiếc 7 chỗ Nissan. Đấy, thương hiệu đến từ Nhật Bản quý chị nhá. Đây, 4 lốp dày nguyên tan lông nhá. Đấy, mới nguyên cho quý chị nhà mình nhá các bác nhá. Các bác mua chiếc này là 2 năm không phải thay lốp rồi. Đây. 4 bộ lốp với cứng cựa đúng không ạ? Đây. Đấy, sơ qua và thẩm phần nội thất cho bác xem luôn này. Đấy, nội thất chiếc này cực kỳ tươi đúng không ạ? Táp bi táp mô đẹp này. Đấy, vô lăng như quý chị đã thấy đây, cực kỳ đẹp cho quý chị nhà mình các bác nhá. Đấy, xe vừa cập bến về còn chưa cho hút bụi gì. Đấy. Đấy, cho hút bụi đi là cực kỳ mới luôn đúng không ạ? Đây. Đấy, ra nguyên bản theo xe này. Đấy, táp bi táp mô đẹp này, không có một vết xước quý chị nhá, keo chỉ không mất phần nào đâu. Đấy, bu lông ống vít đẹp này. Chưa có vết tháo mặn quý chị nhá. Đây. Đấy, táp bi táp mô đẹp này và đặc biệt trần này. À, nguyên lý như này. Đấy, còn rất sạch sẽ đúng không ạ? Đấy, số tự động nhá. Một chiếc 7 chỗ số tự động. Đấy, màn hình Android này. Đấy, khá là bụi bẩn này. Đấy. Mai em cho rửa dọn hút bụi thôi là ok các bác nhá. Đây, sàn như quý chị thấy đây. Tất cả phần nhựa này. Đấy, ghế này. Ra nguyên bản theo xe hết nhá quý chị nhá. Ghế ra nguyên bản theo xe hết nhá. Đấy. Ghế ra nguyên bản theo xe hết này. Đấy, ghế xịn nhá các bác nhá. Đấy. Đấy, tất cả phần nhựa như quý chị đã thấy đây. Đấy, này cho rửa dọn hút bụi là cực kỳ sạch sẽ luôn các bác nhá. Xe vừa về xong, vừa cập bến xong quý chị nhá. Đấy, máy 1.8 đi cực kỳ bốc cho quý chị nhà mình nhá. Các bác nào đang có nhu cầu cần tìm một mẫu 7 chỗ dịch vụ thì các bác tham khảo ngay cho em mẫu này các bác nhá. Đây. Các bác nhìn cái ghế da của nó yêu không ạ? Ghế da xịn theo xe nhé. Đấy, cực kỳ dày đúng không ạ? Đấy, ghế da xịn theo xe còn nguyên bản theo xe này. Các bác nhìn có yêu không ạ? Cực kỳ yêu đúng không ạ? Một chiếc xe không chạy dịch vụ thì mới được đẹp này các bác nhá. Đấy, chiếc này sản xuất 2011. Thương hiệu đến từ Nhật Bản nhé, Nissan Livina. Đấy, một mẫu Nissan đến từ Nhật Bản. Đấy, thông thường những mẫu đến từ Nhật Bản thì cũng là siêu lành bền và cũng là siêu tiết kiệm cho quý chị nhà mình các bác nhá. Đây. Đấy, táp bi táp lô đẹp này. Đây. Đấy. Cho bác xem cái hàng ghế đằng sau quý chị nhá. Hàng ghế đằng sau đây. Đấy. À, tí em cho các bác xem cái hàng ghế đằng sau nhé. Đây.
Đấy, cái này có thể trượt lên được như này cho bác nhé. Đấy, ghế có thể trượt lên để cho hàng này cho khách vào nhé, khá là rộng rãi cho quý chị nhà mình nhé. Đây, đấy, các bác Cao Hùng ngồi này rộng rãi này, các bác có thể trượt lên trượt xuống được nhé. Đấy, trượt cái ghế đằng trước lên này thì ngồi sau khá là rộng rãi nhé quý chị nhé. Đây, một chiếc 7 chỗ khá là rộng rãi cho quý chị nhà mình nhé, các bác nhé. Đây, ghế ra đấy, đằng sau còn chưa có người ngồi các bác nhé. Đây, đấy, những chiếc gia đình mới được đẹp này các bác nhé. Đây, những chiếc xe gia đình thì mới được đẹp này. Đấy, các bác xem tham khảo cho em này. Ghế da nguyên bản theo xe nhé các bác nhé. Còn giày như này các bác nhé. Đấy, còn ghế da may lại thì không được đẹp này đâu các bác nhé. Đấy, cực kỳ xịn sò luôn này. Đấy, cực kỳ ít ngồi đúng không ạ? Cái ghế sau này thì cực kỳ ít ngồi. Đấy, chỉ có những chiếc xe không chạy dịch vụ thì mới được đẹp này. Tất cả phần nhựa không bị vết xước nào các bác chị nhé. Đấy, trần thì tất cả còn không bị ố bẩn này. À, tuy rằng là không bọc ni lông nhưng trần còn cực kỳ đẹp nhé quý chị nhé. Đấy, một mẫu siêu đẹp cho quý chị nhà mình. Đấy, loanh quanh 200, loanh quanh nhô 200 một chút, quý anh chị đã sở hữu em này rồi, cực kỳ rộng rãi đúng không ạ? Đấy, 7 chỗ cực kỳ rộng rãi. Đấy, chạy dịch vụ thì khá là ok, khá ok cho quý chị nhà mình các bác nhá. Các bạn nào đã có nhu cầu thì bác nhanh tay liên hệ cho em các bác nhá. Đấy, một mẫu khởi nghiệp cho quý chị nhà mình nhá, một mẫu khởi nghiệp cho quý chị nhà mình. Đây, anh có thể gấp xuống thoải mái nhé các bác nhá. Đấy, không có người ngồi các bác có thể gấp xuống thoải mái như này. Đấy, để các bác có thể để đồ nhé các bác nhá. Đấy, xe thì không đâm va tai nạn nặng đâu quý chị nhá. Đấy, không đâm va tai nạn nặng, máy số đại chất cho quý chị nhà mình, máy số đại chất cho quý chị nhà mình. Đấy, đi cực kỳ sướng thôi nhá.